Rồi hello cho anh em nha. Hôm nay quay lại đây mới nha anh em. Để hạt thức ăn này chị giải cho anh em. Hôm nay chị quay lại 2-3 đàn nha anh em. Đây, hôm nay quay lại thứ tự cho anh em coi 2-3 đàn. Thì đợt trước là còn con đen này đàn lớn hơn cho anh em. Con đen đàn lớn hơn. Mấy này đàn nhỏ này, hai đàn. Một đàn lớn, một đàn nhỏ. Đây hai con đen này, hai con đen này đàn lớn hơn. Đây cũng đực nha anh em, đực dành đen. Con kia cũng đực dành lửa luôn, lửa đen luôn. Đó. Con đây. Ba con. Con kia nữa bốn con. Đó, thì anh em nào thích con nào thì bắt con nấy. Cho anh hạt thức ăn này. Anh em nào cần một hạt thức ăn thì cứ liên hệ luôn nha. Đây, giờ mình sẽ quay thứ tự cho anh em coi. Hai con đực, hai con đớn này, hai con đực này. Con đen này là cái rồi. Con đen cái, hai này đực. Con này đực cái này. Bàn đực như một con đực nhỏ nữa. Bốn đực nha anh em. Còn vô là cái. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Đây là bốn đực bốn cái. Bốn dành đực bốn dành cái với một con đen cái. Thì anh em cứ cần cứ liên hệ bác. Thì bây giờ đang là tầm 3 tháng 2 tháng đủ loại nha anh em. Anh em nào thích thì nhiều có nấy. Quay chung lại cho anh em giờ coi. Đó. Thì anh em nào ưng con nào thì chọn báo giá con lấy. Máy này thì hàng này thì cũng rẻ nha anh em, tầm 2-3 triệu là anh em mua được con rồi. Đó. Con này là cái nha anh em, đuôi cùng xây kiếm này, xây kiếm da miên man luôn. Cái này là cái lông nha anh em, cái này cái lông này. Cái lông nó màu trắng chứ không phải là bị sói đâu, cái lông. Anh đây sợ tượng lông là trắng, đốm trắng. Cái em đây cái xí đẹp lên nha anh em, xí da thì mà cái đen dành đen. Thì anh em nào ưng dành đen thì phát mém này, em này cũng dành đen đó, dành đen cùng xí kiếm dài luôn. Em này cũng xí kiếm đực này đó, em này cái đó, cái rất là đẹp nha anh em. Chưa mình cũng quay lúc anh, giờ mình quay thêm lại đó. Anh em nào ưng thì bắt. Tổng cộng 2 đàn nha anh em, đen đàn nó 3 đàn này. Chưa mình quay sáng bây giờ trời hơi tấu. Đây, anh em nào cứ thích em nào thì cứ liên hệ. Cái có được có nha anh em, muốn một cặp thì có một cặp, tại vì này là hai đàn. Anh em thích thì bắt hai đàn. Dành đen, anh em nào thích dành đen thì có dành đen. Cái bầy này là dành đen nhiều hơn nha anh em. Đa số là dành đen. Dành đen. Đen nhưng mà ống ánh nha anh em, đây đen đẹp này, đen cái tai dành đẹp này, đen xịt lửa, giỡn lắm nha anh em, cỡ đây về là nó đu này giỡn đánh lộn luôn. Rồi anh em nhớ thứ tự nha, đực này hai đực, bàn đực. Bốn đực, còn nhiêu cái, đây cái đây, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, còn bốn cái nha em. Anh em nào ưng thì bắt bốn cái bốn đực. Đó, rồi anh em có gì cứ liên hệ nha. Và số điện thoại này, mấy em này thì giá mềm nha anh em. Đây, mấy em này thì giá mềm, anh em nào bắt càng nhiều thì càng rẻ nha em. Dù mình bán sỉ thì cho anh em nào mua nhiều vậy, số lượng nhiều vậy thì cái giá nó rẻ. Còn anh em nào mua một con thì giá nó khác. Dù mình mua một cặp á, đổ lên á, thì giá nó rẻ. Còn mà mua một con thì giá nó nhích hơn chút nha anh em. Cái này là hàng trung bình cho anh em chơi được, hàng rẻ tiền. Hàng này cho anh em giờ nuôi cảnh làm giống cũng được. Mấy con này giờ lớn đẹp nha anh em. Đây này mấy con dành đen này, dành lửa đen đó. Có con này mà một lớn đẹp này, màu này lớn đẹp lên. Chỗ màu là rất đẹp nha anh em. Nói như con này nó đang chỗ màu nha, mấy này nó chỗ màu đẹp quá. Chỗ màu dành lửa, đậm đi. À, rồi chào tạm biệt anh em nha. Rồi anh em cứ có gì cứ liên hệ nha. Rồi. Cứ bốn cái bốn đực rồi.